cơm nước rồi tắm rửa rồi vệ sinh đồ vợ không. Thì một giờ đỡ lên ngồi, ngồi phải ôm ngồi khoảng 5 phút có nó đau còn khổ á, tại nó bị gãy cổ á, nó gãy bốn đốt sống cổ với đứt tỷ. Phải mà cái tỷ nó không đứt thì nó sẽ phục hồi, còn này cái tỷ đứt thì cái phục hồi nó không có, tại bác sĩ nó không à, bác sĩ thành phố cũng nói phải phải mà cái tỷ nó không đứt thì nó phải phục hồi theo thời gian. Dạ thì Hùng Mạnh kính chào cô chú anh chị. Thì hôm nay Mạnh với anh Thiện ghé thăm lại nhà của anh Tưởng. Thì ở đây trước mặt của chú là nhà của anh Tưởng và một cái người em, là hai cái trường hợp. Anh người em thì bị tai nạn, cũng là tai nạn xe rồi bị bây giờ là liệt cả người luôn của chú. Thì cái còn anh Tưởng thì bị tai nạn, cũng tai nạn xe luôn nhưng mà đã qua đời. Đó, thì hôm nay Mạnh ghé thăm nhà của anh Tưởng, cũng người em, hai anh em thì ở sát bên luôn, cũng bị tai nạn xe không mà cô chú. Bây giờ là 49 ngày của anh Tưởng á, thì hôm nay mình vào đây cũng như là để thăm anh cái người em này như thế nào rồi. Dạ em chào anh ha. Dạo này khỏe không? Dạ. Rồi hổng gài anh mới nằm bệnh viện 2 tuần hả? Nằm 2 tuần mới về khoảng 1 tuần. Mới về 1 tuần. Rồi bác sĩ có nói gì nữa không? Thì bác sĩ nói thì phải phải lên thường xuyên lên dẫn tập trị liệu cho nó tay chân nó đỡ tê gồng. Không Ơi. tập thì nó tê nó gồng nó giật khó Dạ. chịu. Cái khả năng bây giờ mình có trị được không ta? Thì cũng chị gần 2 năm rồi mà không thấy tiến triển nữa, cũng Dạ. nó Là bác sĩ nói mình liệt hết luôn rồi. liệt hết. Chỉ bây giờ chờ thời gian thôi mà thời gian nó cũng 20 mấy tháng rồi chưa thấy nó phục hồi. Thì hồi đó là anh bị do tai nạn xe luôn anh. Bị tai nạn xe, Là xe xe máy hay là xe lớn? xe máy đụng nhau Là hai chiếc xe còn máy. anh. Đây là em của anh Tưởng của chú. Còn anh Tưởng cũng bị tai nạn xe luôn, nhưng ảnh thì không may ảnh qua đời. Thì cái người em thì cũng bị tai nạn xe luôn, bây giờ liệt liệt cả người luôn của chú, bây giờ cứ nằm vậy không nè. Là anh ở đây với vợ con hả? Hai chồng với đứa con đó. Hai chồng đứa con ở đây nè. Này mưa nó dột không ta? Mưa nó tạt Tạt chứ ha. tạt thì nó cũng có giọt rồi mà ít. Rồi bữa nay là 49 ngày của anh Tưởng anh. Hôm nay cũng 49 ngày con tưởng 7 tuần. Mới đây anh Tưởng mắc 7 tuần này. Cũng mau quá. Thì bây giờ mình hỏi thăm anh tí rồi mình qua bên bển. Thì thôi thì hôm nay ghé thăm thì em cũng chích 500 ngàn của chị gái giấu tên bên Mỹ á. Anh gửi anh 500 ngàn ha, để mình mua gì đó ăn uống gì. 500 ngàn của chị gái giấu tên ở bên Mỹ. Dạ em cảm ơn chị gái nữa. Để em xin. Đây, 500 ngàn ha. Để nó À, cảm ơn. quên quên em quên à, đây là của chị gái giấu tên bên Mỹ, mình chích cái quỹ ra của chú anh chị. Thì anh cũng gắng giữ gìn sức khỏe ha anh. Bây giờ em đi xin phép em đi qua bển xíu. Đây là của chú anh chị, thấy cái nhà của em của anh Tưởng nè. Đó. Cũng bị tai nạn xe luôn. Thì hôm nay là 49 ngày. Đây là trước mặt của chú là mẹ anh Tưởng. Chào cô hả cô? Thì ảnh không may bị tai nạn xe đó chú, bỏ lại ba đứa con. Mẹ
Thì Mạnh mới vừa rồi thì cũng có cái trường hợp của bà cụ của chú anh chị mắc mà không có một người thân luôn, rồi không có 1.000 để làm tang lễ luôn của chú, rồi xin áo quan xong là đem chôn luôn. Chú anh chị mình qua mình trò chuyện với cái người em ha, tại giờ cũng đang cúng của chú. Đây, ngay của chú anh chị trước mặt là đây là một cái ngôi nhà của người em. Ở bển đang cúng nên mình cũng không có được không có nói chuyện. Hồi sáng giờ anh ăn uống gì chưa? Sáng giờ cho uống sữa với ăn bún rồi. Dạ. Rồi bà xã có làm gì không anh? Chị nhà có làm gì không? Giờ ở nhà chỉ chăm sóc cho em với đưa con đi học chứ không làm gì. Rồi cái nguồn kinh tế mình sinh hoạt làm sao? Thì nhờ anh em cho hàng tháng với bà con. Dạ. Bà con cho hàng tháng. Dạ. Hàng xóm đâu ha, hàng xóm rồi ta có gì bà cho con nói xóm rồi cho có gì cho nó. Người cho cá, người cho rau. Dạ. Rồi con của anh là đang đi học hả? Đang học. Bé nhiêu tuổi rồi anh? Gần 5 tuổi rồi, học mẫu giáo. Dạ. Thì vợ thì ở nhà săn sóc anh. Dạ. Này là anh cũng bị gần 2 năm rồi hả? Gần 2 năm, Tết này nữa là 24 tháng, 2 năm. Dạ. Em cũng rất mong anh hữu duyên đến những cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước để có thể giúp anh một phần nào đó để có tiền ăn uống. Bên vợ anh là ở đâu? Bây giờ gì trên Sóc Trăng rồi. Ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng. Dạ. Hồi đó là mình đi làm hồ. Hồi đó là mình đi tai nạn, là mình bị tai nạn là đi làm hồ. Đúng rồi. Dạ, mình gần Tết lúc, đó rồi đi làm. Lúc mình đi về bị hay là mình đi làm bị anh? Lúc đi về. Bữa 26 Tết đó, rồi bữa đó cũng là cái ngày cuối cùng để nghỉ đó. Trời ơi. Là làm ngày đó ngày cuối để lấy tiền. Để về quê ha. Về quê. Dạ. Là 26 Tết tính 28 Tết là về. Dạ. Không ai gần tới nhà chưa? Hồi lúc đó bị còn 3 cây số nữa. Mà cái đoạn đường đi làm là khoảng 45 cây. Yeah. Ngày nào cũng đi chứ đi mấy tháng rồi. Yeah. Từ chỗ làm chạy đi là tới tới chỗ là 45 cây. 45 cây. Nhà. Mà bữa đó về là còn 3 cây nữa là tới nhà. Bởi vì mỗi người cái số đó, mình muốn tránh tránh cũng không được. Rồi lúc đó người ta có bồi thường gì mình không? Không, mà nay lấy lo. Ủa, mình ăn nó lo hả? Tại vì bên kia thiệt mạng. Bên kia mắc. Bên mắc rồi. Rồi mới ra tòa, giờ ở đây cũng đang hưởng án treo. Hưởng án treo mà ở cũng được gần 2 năm rồi, còn 5 nữa. Dạ. Ở 3 năm án treo. Án treo. Thì pháp luật mà làm đúng luật á. Dạ. Là phải chịu án treo. Dạ. Xã nó quản lý mình. Dạ. Vậy mình cũng liệt luôn rồi. Liệt luôn. Vậy chứ đi, thí dụ đi bệnh viện là phải báo. Dạ. Đi ra khỏi nơi cư trú là phải báo. Phải báo địa phương, chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương rồi báo xã. Dạ, ăn treo 3 năm. Ăn treo 3 năm. Dạ. Thì được gần 2 năm rồi. Cũng còn 5 nữa ha. Còn 5 nữa. Dạ. Lúc đó anh đi chạy một mình hay là đi với ai? Đi một mình. Bên kia cũng một mình luôn. Bên kia đi hai người. Dạ. Một người mắc. Một người mắc, một người thì không có gì. Không có gì luôn hả? Bên kia chạy quá tốc độ. Dạ. Tại vì camera quay lại đó.
xe 150 phân khối mà chạy quá tốc độ. Dạ. Còn bên đây thì cũng có sai một phần là mình ngủ gục hay ngủ quên gì đó. Dạ. Cũng chạy lắng lề của người ta một tí. Ga len ha. Chạy qua len người ta một tí. Còn bên kia thì chạy quá tốc độ. Bên kia độ độ cồn cao, bên đây thì không có độ cồn. Dạ. Vậy là bên kia có nhậu. Bên kia có nhậu. Dạ. Chung thì bây giờ nó đã dậy rồi thì bây giờ phải chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Thì mình cũng đâu nói thừa người ta được. Dạ. Mình sao có sao nói vậy thôi chứ không có nói là mình đúng thì người bên ta kia sai. Cũng mắc rồi, người ta cũng mắc luôn. Ở bên kia gia đình khá giả không? Bên kia gia đình thì cũng cũng đỡ. Dạ. Rồi lúc đó là không có ai bồi thường ai hết. Không ai bồi thường ai hết. Dạ. Tòa xử vậy. Tại vì ở đây bị tai nạn rồi là chị gần chị là mấy tháng nó biết tốn tiền dữ lắm. Dạ. Tại vì lúc đó là không có bảo hiểm. Dạ. Lúc đó là bảo hiểm hết hạn mấy tháng rồi không có mua nữa. Dạ. Rồi không bảo hiểm rồi tính ra là nó tốn tiền nhiều. Dạ. Giờ mỗi ngày ăn uống là giờ phải đút tắm rửa. Dạ, đút. Cái tay mình là không cử động được luôn anh. Chỉ kênh kênh lên như thế. Gán gán chịu chịu lên được nhích được tí ha. Chứ may 5 ngón tay là không được. Không được. Dạ. Cơm nước rồi tắm rửa rồi vệ sinh đồ vợ không. Dạ. Thì một giờ đỡ lên ngồi, ngồi phải ôm, ngồi khoảng 5 phút có nó đau còn cổ á. Tại nó bị gãy cổ á. Dạ. Nó gãy 4 đốt sống cổ cho đứt tỉ. Dạ. Phải mà cái tỷ nó không đứt thì nó sẽ phục hồi. Dạ. Còn này cái tỷ đứt thì cái phục hồi nó không có. Tại bác sĩ nó không bác sĩ thành phố cũng nói. Dạ. Phải mà cái tỷ nó không đứt thì nó phải sẽ phục hồi theo thời gian. Dạ. Lúc đó về đây cái căn nhà này ở. Về đây cái không có đất đai sao anh? Bà con nói sớm thì người cho cây cho lá cắt. Dạ. Còn đất thì nhà đất ít lắm anh em đông. Dạ. Thì mẹ nó cho đó, mẹ nói sau này phải cho 1-2 công vậy đó mà chưa cho. Dạ. Còn anh em thì 4-5 người lắm cũng chưa. Kiểu mà miếng đất này thì chung nhau như là 4 người. Dạ. Còn mẹ thì hứa cho là cho đây là 1-2 công gì đó. Dạ. Mà chưa cho. Bữa anh Tưởng mắc tới giờ anh cứ nào thấy anh Tưởng không? Thấy hai lần. Thấy hai lần luôn hả? Thấy một lần là lúc đó anh Tưởng mắc khoảng 3-4 ngày á. Dạ. Thấy anh Tưởng đứng ở đằng sau này nè. Em quay qua thấy ông mặt chằn dằn, thấy ông rồi cái ông đi từ từ đi mất. Trời, không có nói chuyện gì không sao? Không nói chuyện được. Dạ. Còn lần thứ hai cách nay mới 2 ngày. Dạ. Thấy anh Tưởng với cha nữa. Dạ. Thấy anh Tưởng với cha cái đây mới mua đồ gì cái cũng nói chuyện vậy đó 1-2 tiếng rồi. Dạ. Cũng không được nói nhiều á. Là thấy chỉ 2 lần thôi. Thấy 2 lần. Dạ. Quá trời của chú, hai anh em đều bị tai nạn xe luôn. Thì anh cũng gắng giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Em cũng mong anh sớm hồi phục. Cái này chắc hơi khó. Thì em cũng nghe nói là anh có làm hột điều gì nữa hả? Bán lấy hột điều với tiêu trên Bình Phước có gì bán. Anh diễn sao anh làm? Thì đây cũng đăng Facebook bán, người vợ thì đi giao. Dạ. Giao vòng vòng ở xã nè. Tức là hai vợ chồng. Hai chồng còn... À. Anh đăng thì sao? Ví dụ như... Đăng thì bấm Facebook, cái tay chọn cái tay mình chỉ bấm ha. Bấm đăng Facebook. Có hột điều ở đây không? Dạ có anh, trong thùng nó còn. Trong thùng hả? Đây hả? Dạ. Để em qua coi thử học điều thế nào. Là anh bán gì là bán làm sao?
Là em bán một hộp 5g thì 500g thì 120. À. 1 kg thì 230. Ờ đây ha. Là người ta làm sẵn mình lạnh lạnh cái này về đúng không? Dạ cái đó của ông anh của em á, dạ. Trên Bình Phước á. Dạ. Là 1 kg 130. 1 kg 230. Kg 230. Dạ nửa ký thì 120. Dạ, nửa ký 120. Với tiêu nữa anh, tiêu sỏi, tiêu đen. Ờ. Một ngày anh bán được khoảng bao nhiêu đơn? Thì cũng tùy theo ngày, mấy ngày đầu á, thì cô bác anh em ủng hộ á, cũng được mười mấy đơn, 20 đơn. À. Còn mấy ngày nay thì có ngàn đơn, 2 đơn. Dạ. Tại vì một đơn như mình lời được bao nhiêu anh? Một đơn như 1 ký thì lời khoảng 30 mấy ngàn. Dạ. Khoảng 30, 30 mấy ngàn. Tiền ship nãy luôn là... Là không có 30 mấy ngàn là mình phải chạy đi giao đó. À. Đi giao trong xã Tân Việt này á. Dạ. Thì mình nói mình miễn ship cho người ta. À dạ. Ví dụ như ở vùng trên, ví dụ như thành Sài Gòn, thành phố Đồng Nai rồi sao? À, thì em cũng gửi cho bưu điện á. Gửi bưu điện. Để bưu điện shipper đi giao. Dạ. Yeah. Thì gửi vùng trên á thì mua 3 hộp á thì miễn ship. Yeah. 2 hộp trở xuống thêm tính tiền ship. Dạ. Yeah. Cũng bằng giá luôn. Cũng bằng giá luôn. À, miễn ship rồi có lời không? Thì không, thứ như 3 hộp á, thì mình miễn ship. Yeah. Còn 2 hộp á, thì phải tính tiền ship. Yeah. Nếu mà 3 hộp thì cái người bên chủ người ta chịu ha. Ví dụ như miễn ship á, là bên chủ người ta chịu. Bên ông anh của em, yeah. Ông anh em kêu anh em kêu để gửi đây bán, em ăn qua hồng á. Dạ. Ăn là tiền lời. Em một ngày, thấy em thấy trên mạng giờ, mạng xã hội bây giờ tao bán trên mạng nhiều lắm. Tại vì em bán cũng mới bán đây à, với yeah. Em bán cái loại này loại một á, yeah. Chất lượng với loại mới, yeah. Chứ không có như phải như bán mấy loại mà cũ đồ ăn nó hôi đồ này kia rồi. Yeah. Thì em cũng mong anh được những anh chị cô chú thương yêu ủng hộ anh nó hạt điều. Hạt điều với tiêu sọ hả? Dạ tiêu sọi, tiêu đen. Dạ. Yeah. Tiêu sọ thì 1 ký 200, tiêu đen 150. Dạ. Rồi thôi em cũng xin phép anh em về ha. Anh dạ, cũng dạ. Giữ gìn sức khỏe ha. Dạ rồi em cảm dạ, ơn thì, anh. Dạ. Dạ. Thì Mạnh cũng thay mặt cho anh cảm ơn chị gái bên Mỹ giấu tên đã giúp đỡ cho anh 500 ngàn. Thì thôi Mạnh cũng xin phép được kết thúc cái video tại đây. Chúc tất cả quý cô chú anh chị trong và ngoài nước gia đình bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc ạ. À. Rồi mình xin chào, hẹn gặp lại quý chú anh chị video sau.